cóc lại thúc chống lôi đình đánh thức Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng bèn sai thiên lôi ra trị tội gấu. Thiên lôi là vị thần trời có lưỡi tầm xét mỗi lần vung lên, thì thành xét đánh ngang trời, thành sấm động bốn cõi. Sức mạnh của thiên lôi không có ai bì được. Ngọc Hoàng yên trí lần này cử đến ông thiên lôi ra quân thì cái đám cóc, cáo át hẳn là tan xác. Thiên lôi vừa hùng hổ vác búa tầm xét ra đến cửa thiên đình, thì cóc đã nghiến răng ra lệnh, lập tức đàn ong nấp trên cánh cửa bay vù ra, và cứ nhảy vào mũi thiên lôi mà đốt nọc ong đốt đau lắm, mũi thiên lôi rát như phải bỏng. Nhớ là ở cửa trời có một chum nước. Thiên lôi vội vàng vứt cả búa tầm xét nhảy ùm vào chum nước chạy trốn. Nào ngờ vừa nhảy ùm vào trong chum nước thì anh cua càng nấp trong đó, từ bao giờ đã chờ sẵn để dương đôi càng như đôi gọng kìm cắp chặt lấy cổ. Thiên lôi đau quá gào thét vùng vẫy vỡ cả chum nước nhà trời. Thiên lôi tìm đường chạy trốn thì cóc tía lại nghiến răng ra lệnh. Lập tức cọp nấp sau cóc tía nhảy bổ ra gầm, lên một tiếng vang động xé tan xác thiên lôi thành hai mảnh ngọc hoàng thấy thế bèn xin giảng hòa với cóc và hỏi cóc lên tận thiên đình có việc gì cóc rỗng giặc thưa đã bốn năm nay ở dưới trần gian hạn hán kéo dài không một giọt mưa muôn cây khô héo vạn vật chết khát xin ngọc hoàng làm mưa ngay để cứu muôn loài ngọc hoàng sợ trần gian nổi loạn dịu giọng nói thôi cậu hãy về đi ta sẽ cho mưa xuống lại còn dặn thêm lần sau hễ muốn mưa cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta không cần phải lên đây khi cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng từ đó hễ cóc nghiến răng là trời lại đổ mưa trong dân gian còn lưu truyền một câu đồng dao rằng con cóc là cậu ông trời hễ ai đánh nó thì trời đánh cho